thưa quý Phật tử, nếu nói đến chùa ở Hoàng Cương, không thể không nhắc đến ngôi chùa Phúc Long, một trong những di tích lịch sử lâu đời và quý giá nhất. Chùa Phúc Long là niềm tự hào không chỉ của người dân Hoàng Cương mà còn là niềm tự hào của người dân Thanh Ba. Theo sử sách ghi lại, xã Hoàng Cương cũ gồm 3 thôn: thôn Hoàng Cương, thôn Yên Trạch, thôn Hiếu Lễ. Mỗi thôn đều có đình chùa riêng. Cho đến năm 1968, trận lũ Đại Hồng Thủy cuốn trôi tàn phá toàn bộ thôn Hoàng Cương. Nhà cửa, đình chùa, miếu mạo bị cuốn trôi hết. Còn hai thôn Hiếu Lễ và thôn Yên Trạch cũng bị lũ lụt tàn phá, miếu mạo, đền chùa hư hại và dột nát, hư hỏng không người trông nom. Qua thời gian gần 40 năm vắng bóng đình chùa và theo nguyện vọng của bà con nhân dân xã Hoàng Cương, tôn dựng lại ngôi chùa, lấy thẻ là chùa Phúc Long. Phúc Long Tự chính là ngôi chùa cổ ngày xưa còn sót lại. Năm 2003, được Đảng và Nhà nước cho phép xây dựng lại chùa mới, lấy tên chùa là Phúc Long. Chùa Phúc Long Tự được tọa lạc giữa trung tâm văn hóa xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Theo bát hương cổ của chùa, nay là bát hương chính của Tam Bảo. Trải qua 2 năm xây dựng, đến năm 2005, ngôi chùa đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào sử dụng. Ngôi chùa được xây dựng khang trang, bố cục hài hòa hợp lý, toát lên sự trang nghiêm, có đầy đủ nhà khách, nhà thầy, nhà sắp lễ để các Phật tử và nhân dân có nơi tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng được tốt tươi, cầu cho nhà nhà hạnh phúc, người người bình an. Đến với chùa Phúc Long là đến với một nơi thanh lọc để tâm hồn ta trở nên hướng thiện hơn. Dù bị tàn phá bởi thời gian như thế nào chăng nữa, thì ngôi chùa nay vẫn trở thành một điểm đến tâm linh, một niềm tự hào của người dân Hoàng Cương. Mỗi chúng ta cần có ý thức bảo vệ, giữ gìn để tu bổ ngôi chùa còn mãi trường tồn với thời gian. Chùa Phúc Long Tự thật đẹp biết bao.